Đặc biệt là đồng học của tịnh tâm Phải chăm chỉ niệm Phật Trong 12 tiếng đồng hồ Không nên quên mất danh hiệu Phật Niệm Phật có lúc sẽ quên mất cũng không sao Nhớ lại thì nhanh chóng niệm tiếp Niệm Phật không nên bó buộc nơi chốn. Ở đâu cũng được Cũng không câu nệ thời gian Ngày đêm đều có thể niệm Nằm trên giường niệm không nên niệm ra tiếng Niệm ra tiếng tổn thương thân thể Thương khí Nên mặc niệm Nếu như muốn nhiếp tâm Có thể dùng ấn quan đại sư Ba phương pháp này rõ ràng ấn quan đại sư bản thân niệm phật suốt đời ngày dùng chúng ta nghĩ đến đây là phật bồ tát tái lai thị hiện cho chúng ta phương pháp này thích hợp nhất cho chúng sanh hiện đại thứ nhất phật hiệu từ trong tâm sanh ra từ trong miệng niệm ra niệm được rất rõ ràng thấu đáo lại từ lỗ tai mà nghe vào nghe ai nghe âm thanh bản thân niệm phật cho nên tốc độ niệm phật không nên nhanh quá quý vị xem ấn quan đại sư niệm phật từng chữ từng chữ a à, di đà phật a à, di đà phật từng chữ từng chữ rất rõ ràng từng chữ từng chữ nghe rõ ràng thứ ba là mỗi câu phật hiệu biết là câu thứ mấy ở trong mười câu không nhầm lẫn chút nào chỉ nhớ mười dùng tâm nhớ không nên có dấu vết từ thứ nhất đến thứ mười niệm đến thứ mười sau đó lại từ thứ nhất niệm đến thứ mười Câu niệm Phật của tôi là cầu thứ mấy trong 10 câu Phật hiệu Niệm cho rõ ràng, nghe được rõ ràng, nhớ được rõ ràng Không thể A-di-đà à, Phật một, A-di-đà à, Phật hai Như là sai rồi Không thể niệm Phật như vậy Ngay cả nhớ trong tâm cũng không nên Luyện tập đến ngay trong tâm cũng không nên có dấu vết như vậy a di đà phật hình như trong tâm có một có hai đều không niệm trong tâm đều không có trong tâm chỉ có bốn chữ a di đà phật nhớ cho rõ ràng như vậy gọi là quý vị nhiếp tâm vọng niệm của quý vị không sanh khởi được nếu như là niệm cho rõ ràng nghe được rõ ràng không cần ghi nhớ sẽ còn có giọng niệm thẩm thấu vào dòng niệm sáng tạp vào phải dùng ghi nhớ rõ ràng dòng niệm sẽ không xoan khởi nữa lúc bắt đầu hơi khó niệm đến một tuần lễ hai tuần lễ liền quen dần phương pháp này tốn không những bản thân có thể niệm cho hết phiền não niệm cho hết tạp niệm đây là điều kiện phải có đủ để chúng ta được sanh tịnh độ. Hy vọng mọi người nên tin tưởng câu nói này là chân thật bất hư, không phải là lời nói dối. Thân tâm chúng ta mạnh khỏe nhờ niệm Phật. Nơi cư trú tiêu tai khỏi nạn cũng nhờ niệm Phật. Ngoài niệm Phật tìm không ra phương pháp tốt nào khác